Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao được thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Mình xin về chi tiết tô màu vậy. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao được thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu vậy. Thank you.
video của mình đến đây kết thúc nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu cho bạn ơi.